làm công việc giao đá cho các cửa hàng. Bình thường bà Hoa đã rất vất vả, nhưng nay vào đợt mưa rét cao điểm lại càng chật vật hơn. Chiếc xe đạp theo bà rong ruổi khắp các ngõ phố, bất chấp thời tiết khắc nghiệt để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Quá rét buốt luôn, chưa từng bao giờ có trận rét như này, sợ quá. Mưa rét, không đi làm nhưng mà cố gắng phải đi đấy cháu ạ. Bây giờ bỏ không được, bỏ thì mai khỏi phải đưa, khách hàng yêu cầu mình đưa. Đấy, cho nên là cố gắng mà đi làm, rét buốt rồi cố gắng đi làm nhanh mà về. Trái với cảnh đường phố Hà Nội đông đúc thường ngày, đường phố Hà Nội những ngày mưa rét vắng vẻ hơn. Tuy nhiên, người lao động nghèo vì tính chất công việc vẫn phải hoạt động ngoài trời nên phải ra đường để mưu sinh, kiếm miếng cơm manh áo, bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết. Theo ghi nhận, không chỉ vất vả, công việc buôn bán những ngày này cũng chậm chạp hơn. Rét nó không mưa thì còn đỡ, đây nó rét nó lại mưa, cho nên là nó lạnh quá, nó ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Với nên cái chuyện buôn bán làm ăn đây này, nó cũng ảnh hưởng nhiều. Mà nó chậm thì chẳng có người mua, bị ế. Mặc thêm nhiều áo ấm, đi giày, áo mưa là những cách để họ sưởi ấm trong những ngày lạnh giá. Và mong ước lớn nhất của những người lao động tự do lúc này là thời tiết bớt khắc nghiệt để cuộc sống, công việc bớt chật vật.